tiên em chia sẻ với anh chị nha. Đầu tiên là mình lấy một cái miếng bông ra, mình lấy mặt mình lau, mình lau mặt cho sạch, mình nhúng miếng nước mình lau mặt cho sạch. Anh chị em thấy không, lau ra mặt mày đó. Tại vì cái này nó bị giả chứ. Rồi kế tiếp mình sẽ lấy xì gum nha, xì gum bông đè ra nha anh chị. Này là cấp ẩm dưỡng da, tán da mà bất thâm nha. Mình cho không chừng hơi giọt mình rất ai mà nặng mụn mau mờ bất thâm nha anh chị. Đây là cách mà em chia sẻ của em nha. Em thấy xài hiệu quả là đó, em chia sẻ cho anh chị luôn nha. Đây là cái cách mà em chăm sóc da mặt. Những anh chị nào mà đang bị nám thì nên sử dụng cái sản phẩm serum bông đè ra giúp em nha. Cái tiếp nó sẽ là khi mà cho nó khô rồi anh chị để hấm một chút xíu cho nó khô nha, nó hút hẳn vào da mặt mình á. Nhất là dùng mắt nha anh chị, dùng mắt rất là bị thâm nha, mình sức này mình sẽ hết thâm gõ luôn á. Thì em chia sẻ cách em thôi, ai muốn sử dụng cái việc sử dụng nha. Anh chị nào muốn sử dụng như em thì sử dụng. Còn đây là serum Abega dành cho những người bị nám nha anh chị. Ai mà lớn tuổi, lớn tuổi tầm ba mấy nên sử dụng em nha. Khi mà nó đã ráo bề mặt da của serum, mình sẽ lấy một kéo hơn nửa ống thôi nha anh chị. Nửa ống rồi mình sẽ nhỏ vào ngón tay, mình sẽ thay cho những vùng nào có nám nha anh chị. À, anh chị nào muốn thay những vùng không có nám vẫn được luôn nha. Ai mà thay những vùng không có nám mình thay được luôn. Tại vì mình sử dụng này thấy da mặt mình nó đỡ luôn vậy. Ba mấy tuổi mà nó cũng không có nám nhiều cũng đỡ. Thôi có gì ba mấy tuổi gì đâu mà quá tí luôn. Thôi mình sử dụng mình chỉ thoa lớp mỏng như thôi. Mà ngày nào vậy, tối là sử dụng giúp em nha. Serum nám này em có bán không anh chị? Em không bán cao bán hàng nhưng mà chia sẻ cách anh chị. Không quên đó, nên em chia sẻ mình nhiều nó bán luôn. Đó, anh chị thấy không? Sức rồi anh chị thấy một da mình một căng bóng. Ba mấy tuổi anh chị chứ không nhỏ nhất cho nên đâu. Tầm từ 30 tuổi mình có khả năng mình nên xài đi. Nó tầm khoảng chừng hai hàng này, hàng bơm đệ đa này là, để em nhớ chính xác nhiều nè, 340. Cái hàng này cũng 300 mấy nữa. Hai này 06 còn 700 ngàn, nếu như tính là 700 ngàn luôn thì ship. Thì ai muốn có làn da lâu xuống sắc thì phải bỏ tiền anh chị. Chứ không phải nào mình xuất hợp kem 5-10 ngàn mình kêu da mặt mình như da mặt 40 ngàn thì nó khác được. Em mới chia sẻ thôi. Anh chị xem nhớ nhấn nút đăng ký kênh đi nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Và nhớ cho em bình luận bên dưới anh chị. Và nhớ là chia sẻ kênh với em nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Hãy nói cho em chia sẻ anh chị. Chứ em cũng không có làm gì đâu. Nên chị thấy hay nhớ đăng ký kênh với em nha cả nhà.